hình như người ngày nay càng gian càng xảo thì họ càng giàu có cho nên người tin nhân quả ít đi rồi họ cho là những câu chuyện nhân quả không có bằng chứng nhìn thấy trên thế gian có nhiều người tích đức tu thiện người lại rơi vào hoàn cảnh vô cùng nghèo khổ, người làm điều phi pháp, điều hình như là dương dương tự đắc. Đây là hiện tượng phổ biến ngày nay trong xã hội của Trung Quốc và nước ngoài. Sự việc thế này chỉ có Phật mới nói rõ ràng. Tại vì sao lại có hiện tượng này? Phật đã nói. Những người làm điều phi pháp mà giàu sang Là do đời trước họ tu đại phước báo Tuy rằng ngày nay họ càng gian xảo Thì càng bị tổn phước Thế nhưng sau khi tổn phước rồi Thì họ vẫn còn dư phước Họ vẫn còn là một chút phước Họ hướng dư phước của họ Nhất định không phải là làm điều phi pháp Thì có thể được phước báo Không có đạo lý này người tích đức tu thiện hiện nay vẫn rất nghèo khổ là do đời trước không tu phước nếu như họ không tu phước thì cuộc sống của họ so với hiện tại sẽ còn khó khăn hơn chuyện lấy giả làm thật thì thời xưa cũng có thế nhưng rất ít hiện nay ngay đến thuốc men muốn mua thuốc thật cũng không dễ dàng tôi còn nhớ tôi có một năm ở nước mỹ đến cửa hàng thuốc đông y mua hai viên thuốc thanh nhiệt giải độc sau khi về đến nhà mở ra xem thì một viên trong đó là giả rồi bạn nói xem còn có cách nào không chứ khi tôi ở hồng kông rất nhiều bạn đọc tu hồng kông nói với tôi mua hàng hóa ở hồng kông nếu không phải là người trong nghề thì sẽ không mua được hàng thật phong khí xã hội đã đến mức độ thế này khiến chúng ta nhớ đến Lời quỷ thần đã từng nói, trên trời không an toàn, dưới đất không thể ở. Câu nói này rất có đạo lý. Quỷ thần đều tụ hội cùng nhau để niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Điều này cũng giống với điều mà Lão cư sĩ Lý Bình Nam nói với các học trò Ở bên cạnh Ngài Giờ buổi chiều hôm trước khi giảng sanh một ngày Thế giới này đã loạn rồi Chư Phật Bồ Tát Thần Tiên có đến Cũng không cứu được Con đường sống duy nhất Là niệm Phật cầu sanh tịnh độ đây là lời nói của người chân thật có đức hạnh có thành tựu có tâm tư bi nhân tâm thế đạo thay đổi rồi chỗ này có một đoạn nói hàng hóa trong thị trường gần đây thì hầu như hàng giả nhiều hơn hàng thật Nhìn từ điều này Thì đây cũng là nhân tâm thế đạo Bị biến đổi rồi Phạm là những vật dụng như đồ ăn thức uống thuốc men Thì đều có hàng giả Hơn nữa Số lượng hàng giả Nhiều hơn hàng thật Kẻ buôn bán những thứ ấy Sẽ là phương trong dùi lương tâm hại người không chi hơn nổi còn như kẻ sử dụng bạc giả ngày nay là dùng tiền giả làm giả những giấy tờ này thì tội ác càng sâu trời sẽ tru diệt càng nhanh chóng hơn trời tru là ý nghĩa gì vậy chính là người nước ngoài nói đến ngày tận thế Cho nên Phạm là chúng ta làm việc gì Thì đều phải suy nghĩ Có xứng đáng với trời đất Với lương tâm hay không Câu nói này quan trọng hơn bất cứ thứ gì Chúng ta khởi một ý niệm Thì ý niệm này có nên làm hay không Có thể xứng đáng với trời đất Và lương tâm hay không có thể xứng đáng với vô dạng chúng sanh hay không nếu như bản thân chúng ta giác ngộ được điều này là bất thiện vậy thì lập tức chẳng đứng nó lại nhất định không tái phạm nữa đoạn cuối có lấy một bài thơ của người xưa là càng thêm gian xảo càng nghèo khó Trời vốn chẳng dung kẻ dối gian Nếu nhờ gian xảo mà giàu có Thế gian kẻ ngốc đói bò cả Đây là một bài thơ của người xưa Chúng ta xem bài thơ này Lời bài thơ nói Có ứng nghiệm hay không? Hình như người ngày nay càng gian càng xảo Thì họ càng giàu có cho nên người tin nhân quả ít đi rồi họ cho là những câu chuyện nhân quả không có bằng chứng nhìn thấy trên thế gian có nhiều người tích đức tu thiện người lại rơi vào hoàn cảnh vô cùng nghèo khổ người làm điều phi pháp điều hình như là dương dương tự đắc. Đây là hiện tượng phổ biến ngày nay trong xã hội của Trung Quốc và nước ngoài. Sự việc thế này chỉ có Phật mới nói rõ ràng. Tại vì sao lại có hiện tượng này? Phật đã nói những người làm điều phi pháp mà giàu sang là do đời trước họ tu đại phước báo. Tuy rằng ngày nay Họ càng gian xảo Thì càng bị tổn phước Thế nhưng Sau khi tổn phước rồi Thì họ vẫn còn dư phước Họ vẫn còn là một chút phước Họ hướng dư phước của họ Nhất định không phải là làm điều phi pháp Thì có thể được phước báo Không có đạo lý này Người tích đức tu thiện hiện nay Vẫn rất nghèo khổ Là do đời trước không tu phước nếu như họ không tu phước thì cuộc sống của họ so với hiện tại sẽ còn khó khăn hơn chúng ta nghĩ xem những lời phật nói là có đạo lý nếu như những người đời trước tu phú quý họ không làm điều phi pháp an phận thủ thường thì phước báo của họ lớn rồi phước báo của họ hưởng không hết sau khi thọ mạng của cuộc đời này kết thúc phước báo của họ vẫn không hưởng hết thì đời sau vẫn có đại phước báo mặc dù đời này không tu phước nhưng chỉ hưởng phước thôi cũng không hưởng hết nếu như trong đời này họ có thể tiếp tục tu phước thì đời đời kiếp kiếp phước báo là không có cùng tận tiếc là người thế gian ngày nay không đọc kinh phật không những không đọc kinh phật mà sách thánh hiền cũng đều không đọc không chỉ là không đọc sách thánh hiền mà cũng không chịu nghe lời nói tốt lành khi thấy lời nói của người khuyến thiện họ lập tức lãng tránh liền đi ra chỗ xa nếu như vậy họ làm điều phi pháp họ sẽ vui mừng tiếp nhận thân cận người xấu mà xa rời thiện tri thức cho nên chúng ta biết Phước báo của họ sẽ hưởng không lâu Đúng như người xưa thường nói là Ngắn ngủi như cái chớp mắt Nếu như phước báo lớn Thì có thể hướng cả đời Phước báo nếu không đủ lớn Thì sẽ suy đi đến tuổi trung niên và tuổi già Điều này chúng ta ngày nay trong xã hội Cũng nhìn thấy rất nhiều 40, 50 tuổi đã suy rồi Suy bại rồi Công ty phá sản nợ nần chồng chất Chạy trốn khắp nơi Đây là điều gì? Là do đời quá khứ Phước báo không vậy Cho nên khi làm điều phi pháp thì phước báo sẽ hết rất nhanh Chúng ta nhìn thấy có rất nhiều người làm điều phi pháp Đến cuối đời 70-80 tuổi mà phước báo vẫn rất lớn Đó là do trong đời quá khứ tích lũy phước báo rất sâu dày Tuy rằng họ làm nhiều việc ác tổn phước Nhưng vẫn không bị tổn hết Nền tảng của họ quá dày hiểu rõ đạo lý này thì chúng ta liền biết được chính mình cần phải làm thế nào nên phải tu học thế nào nên phải dạy người ra sao trong xã hội ngày nay việc khuyến thiện sửa lỗi thật sự rất khó khăn thật sự không phải là một việc dễ dàng thế nhưng chúng ta có phải làm không nhất định phải làm có cơ hội ẩn cư có cơ hội sống trên núi có cơ hội không nghe thế sự tự biết hoàn thiện chính mình bạn mà có cơ hội này thì cũng phải xả bỏ bậc thiện nhân trên thế gian khuyên bảo chúng ta an an nhi năng thiên tâm chúng ta an thân chúng ta an nhưng xã hội bất an chúng sanh bất an thì chúng ta cũng phải từ bỏ cuộc sống an ổn để mà đi khắp nơi giúp đỡ người khác đây là tâm từ bi bồ tát lại là càng làm người bạn không mời của chúng sanh đều phải tích cực hơn so với nhà nho hay so với bất kỳ người nào khác phật bồ tát thì hiện tại nhân gian vì sao vậy không phải là để đi ẩn cư không phải là đến sống một cuộc sống an định thoải mái thế thì đâu gọi là bồ tát nữa mà là vì hết thầy chúng sanh khổ nạn mà phục vụ đây là bồ tát bồ tát khi gặp phải khó khăn thì nhất định không trốn tránh mà dũng cảm tiến tới Thay cho chúng sanh chịu khổ Trong hạnh nguyện phẩm Khi Phổ Hiền Bồ Tát nói Cúng dường là chịu khổ thay cho chúng sanh Chính là chỉ về sự việc này chúng ta đến thế gian này mọi người đều giống nhau đều là do nghiệp lực thọ sanh nghiệp lực có thể chuyển biến thành nguyện lực chuyển thành nguyện lực chính là thưa nguyện tái lai hoàn cảnh điều kiện của tôi thế này có thể chuyển đổi được không Tu thành Bồ Tát mới có thể chuyển đổi được Nhưng tôi là phàm Phu Tông Thiên Thai nói có thể chuyển được Trong Kinh Hoa Nghiêm nói có thể chuyển Trong Tình Độ Tông nói còn có thể chuyển nhanh hơn Tông Thiên Thai nói cho chúng ta là Nhất tâm tam quán. Nhất tâm tam đế đó chính là phàm vu, chúng ta cũng có thể chuyển đổi được. Năm xưa, sư Huệ Tư của tông Thiên Thai là người thơ nhà tùy đọc kinh pháp hoa đọc trung luận ngài đọc đến câu nhân duyên sanh các pháp ta nói tức là không thì liền ngộ ngay ngài liền chuyển đổi rồi truyền đến ngài trí giả trí giả đại sư là vị xây dựng nền tảng lý luận của tông thiên thai trở thành một tông phái của đại thừa vì sao không thể chuyển đổi được muốn ngộ nhập tam luân thể không tam luân thể không chính là đã phá tứ tướng rồi. Đó là vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng, thì tâm địa lập tức thanh tịnh, bình đẳng. Không còn sanh phiền não nữa. Thường sanh trí huệ các ngài có thể thì tại vì sao chúng ta lại không thể nguyên nhân không thể là ở chỗ nào là do không chịu buông xuống tập khí phiền não hay nói cách khác khởi tâm động niệm vẫn không chịu suy nghĩ gì người khác niệm niệm chỉ nghĩ đến lợi ích của chính mình như vậy thì không có cách nào rồi sự khác biệt giữa tổ sư đại đức và chúng ta chính là ở một niệm này nếu như chúng ta một niệm quay đầu buông xuống tự tư tự lợi khởi tâm động niệm đều nghĩ đến quần chúng xã hội và chúng sanh khổ nạn thì bạn liền chuyển phạm thành thánh rồi bạn liền làm phật làm tổ trí huệ bạn liền khai mở phiền não liền đoạn dứt chính là trong một niệm một niệm này không chuyển lại được không chuyển lại được là nguyên nhân gì trước đây tôi đã nói rất nhiều rồi có hai nguyên nhân một là tập khí phiền não quá nặng hai là đọc kinh quá ít Tập khí phiền não nặng Không nên sợ hãi Chỉ cần bạn thường xuyên đọc kinh Đọc kinh nhiều Thân cận nhiều với Phật Bồ Tát Đọc kinh chính là thân cận với Phật Bồ Tát Nghe nhiều giáo huấn của Phật Bồ Tát Người có tập khí phiền não nặng Giảng một hai lần sẽ không ngộ Giảng một trăm lần một ngàn lần cũng sẽ không ngộ Giảng trên mười ngàn lần trăm ngàn lần cho đến cả triệu lần có thể hoát nhiên khai ngộ rồi từ xưa đến nay những thí dụ như vậy có rất nhiều cho nên không thân cận thiền tri thức chúng ta ngày nay thân cận thiền tri thức chính là đọc kinh không thân cận thiền tri thức thì vĩnh viễn không thể khai ngộ nhìn thấy chúng sanh đông đảo ở thế gian này thì có ai là không tùy thuận phiền não chứ có ai là không tự tư tự lợi thậm chí còn có người nói người không vì mình thì trời tru đất diệt nghe đến câu nói này thì tức là nên tự tư tự lợi tự tư tự lợi là chân lý những ngôn luận này là cách nói tưởng đúng nhưng thật ra là sai chúng ta cần có trí huệ phân biệt ở singapore cư sĩ hứa triết và cư sĩ lý mộc nguyên đã làm ra tấm gương cho chúng ta xem Các bạn xem sự biểu hiện của họ Đều không có tự tư Không có tự lợi Hết thảy đều là vì chúng sanh Nhu cầu của cuộc sống Chỉ đạt đến mức độ thấp nhất còn mức độ công việc thì nhiều hơn người bình thường gấp nhiều lần thân tâm của họ khang kiện không có bệnh khổ không những không có bệnh khổ không có sự già khổ bạn thử đi hỏi họ là tương lai họ có sự chết khổ không không có sự chết khổ họ đã xa lìa sanh lão bệnh tử rồi những điều cầu không được cũng xa lìa rồi ái biệt ly cũng xa lìa rồi phản tắng hội cũng xa lìa rồi ngủ ấm xí thạnh cũng xa lìa rồi các bạn xem các ngài đều đã đoạn được bác khổ rồi đây là tấm gương bày ra trước mắt cho chúng ta xem Chúng ta lúc nào cũng nhìn thấy Tại vì sao không chịu học tập Tại vì sao Vẫn là không chịu buông xuống Thì phi nhân ngã Không thể buông xuống Danh văn lợi dưỡng Mà vẫn là bán rẻ chính mình Điều này trong Phật Pháp gọi là người ngu dốt Cũng là điều mà trên kinh thường nói là Nhất diễn đề Cho nên chúng ta Cần tự mình bình tĩnh mà nghiêm túc phản tĩnh Chúng ta có phải là người ngu si Hay nhất diễn đề mà trên kinh nói không? Cho dù là nhất diễn đề Thì cũng có thể cứu được Kinh Pháp Hoa nói nhất diễn đề Cũng có Phật tánh Vấn đề là Bạn có hay không có duyên phận Gặp được Phật Pháp Đại Thừa Gặp được liễu nghĩa Phật Pháp Nếu như có thể gặp được Là có cơ hội trường kỳ huân tu thì nhất xiển đệ cũng có thể trong một đời này thành Phật Đây là điều chúng ta cần phải nhớ Nhất định cần phải sửa đổi trở lại Những tập khí xấu ác này Niệm niệm gì xã hội Niệm niệm gì chúng sanh Chúng ta cũng không cầu lợi ích không phải vì phước báo mà chúng ta mới làm nếu vì lợi ích chúng ta mới làm thì cái tâm này đã bất thiện rồi chúng ta làm gì hết thảy khổ nạn chúng sanh làm gì vô duyên đại từ đồng thể đại bi không phải là vì lợi ích của chính mình không phải là vì chính mình có lợi ích như vậy mới tương ứng với phật pháp tại vì sao đại chúng thông thường trong xã hội hiện nay đối với việc tạo ác lại xem như bình thường một mảy may ý niệm cảnh giác đều không có hầu như xem việc tạo tác ác nghiệp là chuyện bình thường thỉnh thoảng làm việc thiện sẽ khiến cho đại chúng cảm thấy kỳ lạ hình như đó là bất thường hiện tượng này nhất định không phải là hiện tượng tốt từ đây có thể biết xã hội hiện nay ở trung quốc và nước ngoài đều giống như nhau tiêu chuẩn của thiện ác không còn nữa rồi hay nói cách khác con người không biết thế nào là thiện không biết thế nào là ác cho là ác chính là thiện cho thiện chính là ác việc thiện không chịu làm còn nghiệp ác thì tranh nhau mà đi làm cho nên thế giới mới có ngày tận thế tiền đồ không khả quan các nhà tôn giáo phương tây nói Cuối thế kỷ này Là ngày tận thế Ngày tận thế Các vị nên biết Không phải là năm 1999 Mà là năm nay Thế kỷ 21 bắt đầu tính từ năm tới Không thể tính năm 2000 Là vào thế kỷ thứ 21 khi bạn tính toán Bạn tính từ một đến một ngàn Mới là số chẳng Bạn không thể tính đến 999 Năm nay mới thật sự là Năm tận cùng của thế kỷ Khả năng có tai nạn hay không Chúng ta lấy cảm ứng thiên đối chiếu một chút Thì trong tâm sẽ hiểu rõ tại vì sao lại mất đi tiêu chuẩn của thiện ác phật ở trên kinh vô lượng thọ nói rất hay phật nói tiên nhân vô tri bất thức đạo đức vô hữu ngữ giả thù vô quá giả phật nói mấy câu này vô cùng đau xót vô cùng khéo léo cụ nhắc nhở cho chúng ta lấy làm cảnh giác tiên nhân vô tri là nói thế hệ trước người thế hệ trước chỉ xem trọng tranh danh đoạt lợi mà quên đi việc dạy học này rồi đương nhiên là người người đều chạy theo danh văn lợi dưỡng cổ động cạnh tranh điều này đi ngược lại với giáo dục rồi trung quốc mấy ngàn năm nay cổ thánh tiên hiền chư phật bồ tát đều dạy người là nhẫn nhường đều dạy người là nhượng bộ không dạy người cạnh tranh cho nên dạy người cạnh tranh là phản với giáo dục cạnh tranh chính là ác niệm ác hạnh hay nói cách khác là đề xướng giáo dục ác niệm ác hạnh chèn ép giáo dục thiện niệm thiện hạnh xuống ruột điều này còn ra thể thống gì nữa chứ thánh hiền thế xuất thế gian đều dạy bảo chúng ta trồng thiện nhân mới được thiện quả Tạo ác nghiệp thì nhất định cảm lấy ác báo Ngày nay là xã hội gì vậy? Chúng ta lại quay đầu nghĩ xem Chính mình, chủ tâm của chính mình là gì? Có phải là ngày ngày cạnh tranh trong xã hội Không từ bất kỳ thủ đoạn nào để cạnh tranh hay không? Cho nên ngày nay Giáo dục gia đình không còn nữa rồi Giáo dục xã hội cũng không còn Giáo dục nhà trường cũng không có Hơn nữa giáo dục ở cả ba môi trường này Đều là phản giáo dục Cái xã hội này còn có tiên đồ hay không? Pháp Sư Khai Tâm mà các bạn cũng rất kính ngưỡng Pháp Sư Khai Tâm ở Đài Nam giảng sanh rồi Tôi nghe các bạn đồng tu bên đó nói với tôi Trước khi giảng sanh Ngài nói bầu trời trên không của Đài Loan Toàn là mây đen bao trùm Đài Loan thì như vậy Ngày nay toàn thế giới Toàn bộ trái đất Đều bị bao trùm bởi màu đen tối trí huệ là quang minh tham sân si là đen tối chúng ta nghĩ xem có mấy người thật sự dập tắt tham sân si để mà siêng năng tu giới định huệ chứ giới định huệ sẽ phát quang minh còn tham sân si bốc ra là khí đen vấn đề này vô cùng nghiêm trọng ở chính ngay trước mắt chúng ta mười ba năm trước Lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam đã giảng sanh Trước khi giảng sanh một ngày Ngài nói với các học trò Thế gian này đã loạn rồi Phật Bồ Tát và Thần Tiên Có hạ phạm cũng không cứu nổi Ngài nói cho chúng tôi con đường sống duy nhất Là thật thà niệm Phật cầu sanh tịnh độ Việc này đã qua được mười mấy năm rồi Hiện nay nhìn thấy xã hội này Nhớ lại câu nói của Lão Sư Lý Thì hoàn toàn ứng nghiệm rồi chúng ta ngoài việc niệm phật cầu xanh tịnh độ ra thì còn có cách nào tốt hơn không phát tâm đại từ bi giúp đỡ xã hội này cũng chỉ là cố gắng làm hết sức còn việc có thành hay không thì phải nghe theo mệnh trời mà thôi Làm sao có thể không bị thương chứ Đọc được hai câu này Chèn ép người lành khiến họ trở thành ti tiện Tôn chú dạy nói là nghĩa hẹp Chúng ta thấy hiện tượng này Trong xã hội hiện nay là nghĩa rộng ức hiếp người thiện lương. Ngạn ngữ có câu: Ngựa tốt bị người cưỡi, người tốt bị kẻ khác bắt nạt. Thế là mọi người đều không chịu làm người tốt, người tốt bị người khác bắt nạt, người tốt bị xã hội xem thường. Thế nhưng chính mình cần phải biết Chúng ta học làm ác Học làm người ác Cũng chiếm dụng được một chút lợi Của người khác Sau khi Mấy mươi năm ngắn ngủi của cuộc đời này trôi qua Thì đời tiếp theo sẽ làm thế nào Bạn có nghĩ đến không Đời tiếp theo sẽ là Tam đồ địa ngục nếu như có thể hiểu rõ đạo lý này hiểu rõ chân tướng sự thật cuộc đời này của chúng ta làm người tốt bị người khác bắt nạt không cần phải nói là người tốt trên thế gian bị người khác bắt nạt chúng ta ở trong nhà phật bạn muốn làm một người tốt dựa vào lương tâm để tu hành Cũng bị áp bức Cũng bị làm nhục Cũng có người bắt nạt bạn Ngàn ngữ có câu Đồng hàng tương kỵ Chứa ngại rất nhiều Chúng ta chỉ có thể khẩn cầu Phật Bồ Tát phù hộ Thật ra mà nói là Là một ngày biết một ngày Không dám nghĩ ngày mai làm thế nào Có cơ hội thì làm việc tốt Không có cơ hội thì thật thà niệm Phật Chỉ có thể làm đến thế này Câu tiếp theo là Dối gạt kẻ ngu đây là dùng sự khôn lõi Trí huệ nhỏ của chính mình Nhà Phật gọi là thế trí biện thông Sử dụng âm mưu thủ đoạn Để lừa gạt chúng sanh Khiến cho những người ngu muội này Bất tri bất giác Đều bị mắc lừa bạn đều bị bạn lợi dụng Trong chú giải có mấy câu nói rất hay Người ngu dốt Không phải chỉ người không được đi học Hay người không biết chữ Trong số những người không đi học Và không biết chữ Còn có rất nhiều người có trí huệ cao Chúng ta hiện nay xem người ngu dốt Thế nào là ngu dốt? Là không có năng lực phân biệt Thật giả Không có năng lực phân biệt tà chánh Không có năng lực phân biệt thiên ác không có năng lực phân biệt thị phi Anh ấy tốt nghiệp đại học Anh ấy lấy được bằng tiến sĩ Nhưng vẫn là người ngu dốt Cũng có rất nhiều người như vậy thế gian này có rất nhiều tà giáo, các bạn xem họ đi tin theo tà giáo rồi và chính là ý nghĩa bên trong câu này muốn nói người truyền giáo của tà giáo dùng phương pháp này lừa gạt họ, họ không có năng lực phân biệt, xem tà cho là chánh. Lấy giả cho là thật Những người thiếu hiểu biết này Dạo hồ cùng với người truyền giáo hủy bán chánh pháp Áp bức Làm nhục người tu hành chân chánh Họ cho rằng chính bản thân họ là thật sự tu hành Bản thân họ có thân minh phù hộ Câu nói này không sai có được những vị thần nào phù hộ gì là ta quỷ ác thần phù hộ họ cho nên họ rất có thế lực chúng ta là phàm phu không động vào họ được họ không phải thực sự là thần không phải là phật bồ tát yêu ma quỷ quái kết hợp cùng với họ thông thường chúng ta nhìn thấy Họ có nhiều người Có thế lực lớn Người hiện nay gọi là tài lực hùng hậu Khí thế rất lớn Tính đồ rất nhiều Chi nhánh có khắp nơi trên thế giới đây là điều cổ đức nói ở thời đại này pháp nhược ma cường khí thế của ma lên cao đệ tử nhà phật đáng thương người thật sự tu hành đáng thương những người này bắt nạt người lương thiện tội lỗi của họ nặng vô cùng người làm những việc này nhất định có ác báo người bị lừa gạt thì vô tri mong muội họ không biết mình bị mắc lừa. Cũng không biết là bị thiệt thòi. Đương nhiên là càng không thể thoát khỏi bàn tay của ma. Thế nhưng yêu ma quỷ quái nhất định chịu sự báo ứng của nhân quả. Chúng ta hiểu rõ đạo lý này rồi Hiểu rõ chân tướng sự thật Bản thân mình cảm thấy rất là may mắn Cuộc đời này được thân người Có thể nghe được chánh pháp Tương đối không dễ dàng Người xưa có câu Trăm ngàn dạng kiếp khó gặp được Đây là sự thật sau khi nghe được phật pháp làm thế nào có thể trong một đời này thành tựu thì lại hoàn toàn dựa vào lòng tin lòng tin chân thật còn phải tùy duyên tùy phận cầu giải lý của nhà phật rất sâu cần phải minh liễu cần phải thông đạt hiểu rõ lý rồi thì lòng tin và nguyện của bạn mới kiên cố không thoái lui tại vì sao tin nghe tin nhảm của người khác yêu ma quỷ quái ngày ngày tung tin đồn nhảm tại vì sao bạn lại tin nghe theo họ là do bạn lĩnh hội đạo lý ở trên kinh luận quá ít bạn không kiềm chế được sự cám dỗ nguyên nhân là ở chỗ này cho nên phật trên kinh thường xuyên dạy chúng ta học rộng nghe nhiều thâm giải nghĩa thú Quả nhiên có thể thâm giải Trí huệ khai mở rồi Thì bạn liền có năng lực Nhìn thấu thủ đoạn của yêu ma quỷ quái Bạn sẽ không bị chúng lay động Thế lực của chúng có lớn thế nào đi nữa Đệ tử có nhiều đi chăng nữa hoàn cảnh xung quanh chúng ta sống đều là cảnh giới ma thì cũng có thể thanh tựu được điều này mới không cô phụ cuộc đời này của chúng ta được thân người được nghe phật pháp bản thân cần phải giữ vững giáo huấn của chư phật bồ tát và tổ sư đại đức giáo huấn của các ngài là trí huệ chân thật là sự từ bi vô tận cho nên phải thường xuyên đọc kinh phải ngày ngày đọc không thể một ngày không đọc khi đọc phải giải ý nghĩa phải y giáo phụng hành không cần phải đọc nhiều xem trọng ở việc tinh chuyên một ngày có thể học một câu thực hiện một câu thì đó là vô lượng công đức rồi đọc được rất nhiều nhưng một câu cũng không làm được thì cũng xem là uổng công rồi đó chính là người xưa nói là trọn chẳng có công đức gì nhất định phải làm được chăm chỉ nỗ lực mà thực hiện bản thân chúng ta làm được rồi chính là khuyến hóa người khác bản thân chúng ta làm tấm gương tốt cho người khác xem người xung quanh nhìn thấy không giác ngộ thì vẫn có quỷ thần quỷ thần cũng nhìn thấy ba ngày trước có bạn đồng tu năm mộng rồi gọi điện cho tôi nói Hội cơ kim giáo dục Phật Đà Đại Bắc Những bài vị đặt cúng trên Phật đường Những bài vị đặt bên trong hội cơ kim giáo dục Phật Đà Là không thu phí Số lượng bài vị cúng trong đó rất nhiều những chúng sanh này báo mộng nó là muốn đến cư sĩ lâm của singapore để nghe kinh niệm phật bạn đồng tu này gọi điện nói với tôi vì vậy sau khi tôi nghe rồi tôi nói với mọi người ở niệm phật đường và giảng đường là có thể các bạn tu hành cũng không đến nỗi nào nên ngay đến quỷ thần cũng muốn đến tham học Cho nên chúng tôi đã cúng mấy bài gì trên đó Ghi là những vong linh của giảng sanh đường Tại hội cơ kim giáo dục Phật Đà Đại Bắc Cúng cho họ Một cái giảng sanh liên dị Chúng tôi thỉnh thoảng Lại nhớ đến việc Đại Bắc còn có thư viện Khi chúng tôi còn ở đó thì những bài vị giảng sanh để cúng cũng không ít Nên chúng tôi cũng mời họ đến Cho nên ở đây cũng cúng bài vị Của những dông linh Ở giảng sanh đường Thư viện Hoa Tạng Đại Bắc Ngoài ra còn có oan gia trái chủ Của tứ chúng đồng học Của hai đạo tràng này nên chúng tôi cũng cúng một bài vị siêu độ Chúng ta phàm phu mắt thịt Cho nên không nhìn thấy Có một số người có thể nhìn thấy Nên nói cho tôi biết Hoàng gia trái chủ của mỗi một người Xếp hàng phía sau dài đến mấy km Để đội nhìn không thấy hết Bạn nói có đáng sợ hay không? Lời nói này tôi tin Hoàng gia trái chủ từ vô lương kiếp đến nay Cho nên trên đường bồ đề Tại vì sao chúng ta lại đi khó khăn đến như vậy? Là vì quan gia trái chủ có quá nhiều Bạn muốn thành tựu Bạn muốn giải thoát Nhưng họ không cam tâm họ muốn báo thù báo thù báo oán đòi nợ trả nợ những ân oán này liên miên không dứt thì những sự việc phiền phức sẽ nhiều lên rồi những người học phật chúng ta tin tưởng điều này nhất định không phải là mê tín vậy thì chúng ta phải làm thế nào nhân thì đã trồng rồi nên cách giải quyết duy nhất là giải quyết từ trên duyên ta từ nay trở về sau sẽ không tạo ác nữa gắng sức từ bỏ ác ngôn ác hạnh quan trọng hơn nữa là bỏ hẳn ác niệm thật sự làm đến được tâm thiện ngôn ngữ thiện hành vi thiện ba nghiệp đều thiện thì mang công đức này hồi hướng cho quan gia trái chủ ta lấy công đức này để trả nợ trừ nợ Tôi tin là Tuyệt đại đa số oan gia trái chủ Sẽ tiếp nhận Như vậy mới có thể hóa giải Trên đường bồ đề Mới có thể tuân bườm xuôi gió Cho nên Chúng ta thương niệm bài hồi hướng Nguyện đem công đức này Trang nghiêm Phật tịnh độ Trên đền bốn ân nặng Dưới cứu khổ ba đường Đó chính là hóa giải oán kết thế nhưng bạn thử nghĩ xem chúng ta lấy công đức gì đây niệm kinh một lần không có công đức lại phật có công đức không không có công đức vì tâm hạnh không tương ưng cởi tâm động niệm vẫn là tự tư tự lợi những hành vi việc làm vẫn là tổn người lợi mình thì lấy đâu ra công đức đây lễ phật lễ phật thế nào mới có công đức là mang tâm cung kính lễ phật này cung kính hết thầy chúng sanh thì cái lại phật này liền có công đức ta cung kính đối với phật đối với hết thầy chúng sanh cũng đều cung kính như vậy đây mới là công đức đối với phật thì cung kính nhưng đối với người thì không cung kính điều này không có công đức rồi niệm kinh mà giải nghĩa phụng hành thì liền có công đức chỉ niệm mà không giải nghĩa thú cũng không biết thực hiện thì niệm kinh này không có công đức không có công đức thì việc hồi hướng kia là vọng ngữ rồi Nói vọng ngữ liền có tội Quỷ thần chế nhạo bạn Quỷ thần sẽ không tha thứ cho bạn Cho nên chúng ta cần phải tu hành thật sự Phải sửa đổi làm mới Từ trong tâm địa Từ ngôn ngữ, từ hành vi Tiêu chuẩn của thiện ác thì cảm ứng thiên là tài liệu giảng dạy vô cùng tốt ấn quan đại sư đã giới thiệu cho chúng ta đã tiến cử cho chúng ta để cho chúng ta đọc quyển sách này quyển sách này chính là tiêu chuẩn của thiện và ác trong sách nói đến những điều thiện Chúng ta đã làm được chưa Trong sách nói đến những điều ác Thì chúng ta kiểm điểm chính mình Có mắc phải những lỗi lầm này không Đoạn hết thầy ác Tu hết thảy thiện Thì đây là công đức Hình như người ngày nay càng gian, càng xảo Thì họ càng giàu có cho nên người tin nhân quả ít đi rồi họ cho là những câu chuyện nhân quả không có bằng chứng nhìn thấy trên thế gian có nhiều người tích đức tu thiện người lại rơi vào hoàn cảnh vô cùng nghèo khổ người làm điều phi pháp Đều hình như là dương dương tự đắc Này là hiện tượng phổ biến ngày nay Trong xã hội của Trung Quốc Và nước ngoài Sự việc thế này Chỉ có Phật mới nói rõ ràng Tại vì sao lại có hiện tượng này Phật đã nói Những người làm điều phi pháp Mà giàu sang Là do đời trước Họ tu đại phước báo Tuy rằng ngày nay Họ càng gian xảo Thì càng bị tổn phước Thế nhưng Sau khi tổn phước rồi Thì họ vẫn còn dư phước Họ vẫn còn là một chút phước Họ hướng dư phước của họ Nhất định không phải là làm điều phi pháp Thì có thể được phước báo Không có đạo lý này Người tích đức tu thiện hiện nay Vẫn rất nghèo khổ Là do đời trước không tu phước nếu như họ không tu phước thì cuộc sống của họ so với hiện tại sẽ còn khó khăn hơn